Xin chào cô và các bạn. Hôm nay nhóm em xin nói về vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa và vi trùng đường ruột. Và theo như chúng ta biết thì nhiễm trùng đường ruột là tình trạng tổn thương đường tiêu hóa xảy ra do sự xâm nhập của vi sinh vật gây hại. Bệnh lý này có thể xuất hiện ở mọi đối tượng vào mọi thời điểm bất kỳ và dẫn đến nhiều vấn đề khó chịu và bất tiện. Nếu nhiễm trùng đường ruột không điều trị kịp thời thì sẽ có nguy cơ dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng hơn đối với sức khỏe. Để hoàn thành đoạn video này thì có sự đóng góp của ba thành viên trong nhóm, đó là Dung, Hương và Phụng. Đi đến phần đầu tiên, đó là sau khi tìm hiểu bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ trình bày được sơ đồ phân loại của họ vi sinh trùng đường ruột. Thứ hai, đó là so sánh được đặc điểm vi sinh học của Shigella, Salmonella với E. coli. Cuối cùng là trình bày được khả năng gây bệnh của các vi trùng đường ruột thường gặp. Về vi khuẩn đường ruột được phân thành bốn họ là Enterobacteriaceae, Virionaceae, Bacteroidaceae và Pseudomonaceae. Vi khuẩn đường ruột là tất cả các vi khuẩn có thể tồn tại ở đường tiêu hóa, bao gồm có lợi và có hại. Vậy khi nào chúng ta bị bệnh? Nếu đó là những vi khuẩn thường trực ở đường tiêu hóa mà gây bệnh thì bệnh lý đó sẽ được gọi là bệnh lý cơ hội. Còn nếu chúng ta bị nhiễm từ thức ăn nước uống là những vi khuẩn gây bệnh với những triệu chứng bệnh lý hay là lâm sàng rõ ràng và chuyên biệt. Ví dụ như là vi khuẩn lao, giang mai hay là hương hàn. Trong bốn họ trên thì nhóm sẽ làm rõ họ đầu tiên, đó là Enterobacteriaceae. Bản thân Enterobacteriaceae thì bản thân entero là ruột, bacteria là vi khuẩn, ac là cái họ của nó, nên được việt hóa là họ vi khuẩn đường ruột. Trong họ Enterobacteriaceae thì được chia thành hai nhóm, đó là các vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt, ví dụ như là Salmonella gây bệnh hương hàn hoặc là Shigella gây bệnh lỵ. Và nhóm thứ hai đó là các vi khuẩn gây bệnh bệnh cơ hội như là E. coli, Klebsiella. Vậy Enterobacteriaceae là một họ lớn gồm nhiều loại thực phẩm gram âm sống tại ống tiêu hóa của người và thú vật và có thể gây bệnh hay không gây bệnh. Chúng có chung một số tính chất như sau. Đó là đầu tiên là di động hay không di động. Thứ hai là kỵ khí tùy nghi và lên men gluco có hoặc không sinh hơi. Thứ tư đó là khử nitrat thành nitrit và phản ứng oxidase âm tính, và cuối cùng đó là mọc được trên môi trường nuôi cấy thông thường. Thì theo Ewing năm 1986 thì Enterobacteriaceae được xếp thành 8 tộc trên 20 giống và hơn 100 loại. Thì trên đây nhóm em đã đưa ra bảng phân loại vi khuẩn đường ruột của Ewing gồm có 8 tộc và các giống loại tương ứng. Về đặc điểm vi sinh y học thì nơi cư trú của nó là sống ở ống tiêu hóa của người và động vật, có thể gây bệnh hoặc không gây bệnh. Ngoài ra, chúng có thể sống ở ngoại cảnh như là đất, nước và trong thức ăn. Về hình thể thì nó là một trực khuẩn gram âm không sinh nha bào. Một số vi khuẩn thường đi không di động và một số vi khuẩn di động nhờ có lông xung quanh thân tế bào. Về nuôi cấy thì phát triển dễ dàng trên môi trường nuôi cấy thông thường. Để phân lập vi khuẩn gây bệnh phải sử dụng một số hệ thống môi trường gồm môi trường phong phú, môi trường dinh dưỡng và môi trường phân biệt và môi trường chọn lọc. Các vi khuẩn đường ruột hiếu khí tùy tiện phát triển được trên các môi trường nuôi cấy thông thường. Trong môi trường đặc, các khuẩn lạc của các vi khuẩn đường ruột thường nhẵn bóng dạng ếch. Tính chất này có thể biến đổi sau nhiều lần nuôi cấy liên tiếp thành các khuẩn lạc có bề mặt khô và xù xì dạng rờ. Với các vi khuẩn có nang như là Klebsiella, cúm có dạng mờ thì dày nhớt lớn hơn và cúm dạng ếch và có xu hướng hóa lẫn nhau. Về tính chất sinh vật hóa học thì nó có lên men được các loại đường glucose hay là lactose và sinh enzyme uracil và tryptophanase, sinh khí H2S khi diện hóa protein, axit amin hoặc các dẫn sắt có lưu huỳnh.
Tuy nhiên thì không thể dựa vào việc nuôi cấy mà xác định được định danh được mức loại, mà còn dựa vào kháng nguyên, kháng thể để chẩn đoán được vi sinh vật gây bệnh. Chúng ta có 3 loại kháng nguyên gây bệnh là O, H, K. Thì kháng nguyên O nằm trong vách tế bào vi khuẩn, có bản chất là lipopolysaccharide nên khá là chịu nhiệt. Kháng nguyên H là kháng nguyên của tim mao nên những con nào di động là chắc chắn của kháng nguyên H vì nó có tim mao, mà nó là protein nên nó không có chịu nhiệt. Kháng nguyên K là kháng nguyên của nang, bản chất của nó cũng là protein nên nó cũng không có chịu nhiệt. Vì vậy, khi mà cơ thể nhiễm những vi khuẩn này mà có giai đoạn xâm nhập sâu vào mô, vào máu, thì cơ thể sẽ sinh ra kháng thể đặc hiệu và chúng ta có thể dựa vào kháng nguyên biết trước, chúng ta có thể xét nghiệm máu tìm kháng thể trong bệnh nhân, hoặc là dựa vào kháng thể biết trước, dựa vào lấy mẫu bệnh phẩm để tìm kháng nguyên đặc hiệu bên trong những cái mẫu bệnh phẩm đó. Về độc tố thì nội độc tố hầu hết vi khuẩn đường ruột đều có nội độc tố, đó là những chất lipopolysaccharide có trong tế bào vi khuẩn và được phóng thích khi vi khuẩn đó bị phá hủy. Nội độc tố thì bền với nhiệt, trọng lượng phân tử khá là cao, từ 100.000 đến 900.000. Còn về phần ngoại độc tố thì bên cạnh nội độc tố, một số vi khuẩn tiết ra ngoại độc tố có vai trò bệnh lý quan trọng. Ví dụ như là ngoại độc tố ruột E. coli gây tiêu chảy. Sẽ tìm hiểu một số vi khuẩn gây bệnh ở đường ruột. Đầu tiên là Salmonella. Salmonella này có 3 loại là Salmonella typhi gây bệnh sốt thương hàn, Salmonella paratyphi gây phở thương hàn và Salmonella typhimurium gây ngộ độc thức ăn. Ở đây có hình con cá hồi là do có một số tài liệu ý chỉ. Salmon là con cá hồi trong tiếng Anh. Con cá hồi ngậm nhiệt kế bốc khói chứng tỏ nó đang bị sốt, có mấy chấm do ban nổi ở bụng. Như vậy, người bị thương hàn chắc chắn sẽ sốt cao. Salmonella là một trực khuẩn gram âm có kích thước 0,5 x 3 micromet, là một vi khuẩn di động được, có pili, không lên men đường lactose, gây nên bệnh chuyên biệt. Dựa theo kháng nguyên, đã phân biệt 2.500 típ huyết thanh, gồm có kháng nguyên O, kháng nguyên H và kháng nguyên V, hay còn gọi là kháng nguyên K, tức kháng nguyên bề mặt. Vi khuẩn này có lớp nang ngoài vỏ. Do nang này ở bên ngoài đóng vai trò là yếu tố lực độc để giúp vi khuẩn tránh được hiện tượng thực bào. Do đó, ở con Salmonella này, kháng nguyên nang hay còn gọi là kháng nguyên K, tức kháng nguyên V là viết tắt của lực độc. Salmonella có khả năng gây sốt thương hàn, phở thương hàn và ngộ độc thức ăn. Sốt thương hàn và phở thương hàn do con Salmonella typhi và Salmonella paratyphi tiết ra ABC gây nên. Lực độc của hai con này do nội độc tố là yếu tố quyết định. Chúng sẽ di chuyển như sau. Đầu tiên, vi khuẩn này có mặt tại ruột. Sau khi vào trong ruột, sẽ đi vào hạch bạch huyết, nhân lên nhanh chóng. Sau đó sẽ tống rất nhiều vi khuẩn Salmonella đi vào hệ tuần hoàn gây nhiễm khuẩn huyết toàn thân. Tiếp đến, vi khuẩn chu du trong máu về quay về túi mật tiếp tục sinh sản hoặc về bàng quang có mặt trong nước tiểu. Dấu hiệu đầu tiên là sốt cao, lạnh run, suy nhược, biếng ăn. Khi vi khuẩn quay về túi mật thì gan lách sưng to, và sau khi quay về ruột thì số lượng nhân lên rất nhiều. Khi vi khuẩn chết sẽ phóng thích các độc tố và các độc tố làm xuất huyết, thậm chí có thể thủng ruột. Ngộ độc thức ăn do con Salmonella typhimurium và Salmonella enteritidis gây ra. Lực độc của chúng làm bệnh nhân nôn, tiêu chảy, sốt nhẹ, tuy nhiên sẽ tự khỏi sau 3 đến 5 ngày ở trẻ nhỏ, gây tổn thương hệ thống phổi, màng não và xương. Tiếp theo là chuẩn đoán vi sinh lâm sàng. Với phương pháp trực tiếp, chúng ta nên cấy máu ở tuần 1, sẽ xác định được vi khuẩn huyết. Nếu điều trị kháng sinh thì cấy tủy xương. Tới tuần thứ 3 và thứ 4 thì nên cấy phân. Cần một hệ thống mẫu thử chọn lọc tăng dần để có thể loại trừ về định danh chính xác. Về phương pháp cuối cùng là cấy nước tiểu. Với phương pháp gián tiếp, chúng ta có thể dựa vào phản ứng sinh hóa, phản ứng ngưng kết hoặc phản ứng quy đen. Đối với phản ứng quy đen thì phải bắt đầu từ tuần thứ 2 của bệnh.
Một số thực phẩm không sạch chính là nguyên nhân gây nhiễm Salmonella như thịt, sữa, trứng, rau củ. Đây là một ví dụ điển hình, trứng có thể là nguồn bệnh. Nếu chuồng trại nuôi bị nhiễm Salmonella, những con gà ăn phải vi khuẩn này thì vi khuẩn sẽ theo đường tiêu hóa đi đến máu và về buồng trứng. Trứng là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, tuy nhiên nếu luộc lòng đèo hoặc không chín thì có thể bị nhiễm Salmonella. Ngoài ra, khi gà đã nhiễm Salmonella thì phân của chúng cũng làm phát tán những vi khuẩn cho nhiều con khác. Về cách phòng ngừa và điều trị, đã biết được nguyên nhân, do đó chúng ta có một số cách phòng ngừa và điều trị phù hợp với từng bệnh. Đối với bệnh sốt thương hàn hoặc phó thương hàn thì chúng ta phải dùng kháng sinh và bù dịch. Nếu bị ngộ độc thức ăn thì phải bù nước và điện giải. Với cách phòng ngừa, chúng ta có thể tiêm vaccine và phải kiểm soát nguồn thực phẩm. Legionella là trực khuẩn mãn gram âm dài từ 1 đến 3 micromet, không lông, không di động, không có nha bào, hiếu kỵ khí tùy ý, không lên men lactose, gây bệnh chuyên biệt, không sinh H2S. Dựa theo kháng nguyên OKH chia thành 4 nhóm: nhóm A Shigella dysenteriae, nhóm B Shigella lettineri, nhóm C Shigella bordii và nhóm D Shigella sonnei. Trong 4 nhóm này thì nhóm Shigella dysenteriae dễ gây bệnh và dễ lây lan và bùng phát thành dịch. Khả năng gây bệnh phụ thuộc vào khả năng xâm nhập và sản xuất cả hai độc tố. Độc tố nội độc tố có độc tính mạnh, gây kích thích thành ruột, co thắt, gây loét, hoại tử. Ngoại độc tố sigatosin phá hủy tế bào, biểu mô ruột, tổn thương thần kinh trung ương, gây hôn mê, gây bệnh, giới hạn ruột già, không đi vào máu, hội chứng lỵ, sốt cao, đau quặn bụng, đi phân 10-20 lần một ngày, phân nhầy, máu, nặng ở trẻ em và người già. Chẩn đoán vi sinh, nhuộm soi trực tiếp, mật độ bạch cầu trong phân rất cao, cấy phân là phương pháp tốt nhất trên môi trường phân lập. Bệnh phẩm, phân tươi chỗ nhầy, giai đoạn đầu chưa dùng kháng sinh và làm phản ứng sinh hóa. Phản ứng sinh hóa để phân biệt Salmonella và Shigella là dùng phản ứng H2S âm tính trong khi khí Salmonella thì âm tính. Cách phòng và điều trị. Phòng bệnh bằng cách vệ sinh ăn uống và sử dụng nước sạch, chẩn đoán sớm và cách ly bệnh nhân, tẩy uế chất thải, điều trị bằng cách bù nước và điện giải, sử dụng kháng sinh phù hợp. Vi khuẩn E. coli là hệ vi sinh vật thường trực ở ruột của người và động vật, và nó không phải là vi sinh vật mà vốn dĩ tồn tại ở môi trường đất. Do đó, nếu có sự xuất hiện của E. coli trong đất thì chứng tỏ môi trường đất, môi trường nước đó bị nhiễm phân người và động vật, chứng tỏ không đủ độ an toàn để ta sử dụng, nên E. coli được chỉ điểm trong xét nghiệm nước. Escherichia coli, trực khuẩn gram âm, cư trú cộng sinh ở ruột già người và động vật, theo phân ra môi trường đất, nước, không sinh bào tử, tạo nên phản ứng Indo cộng, MR cộng, VP âm tính, phản ứng C-chat âm tính. Về khả năng gây bệnh thì vi khuẩn này có thể gây nhiễm khuẩn đường tiểu, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não và tiêu chảy. E. coli tại ruột có 4 loại. Đầu tiên là EPSC, N là Enteropathogenic E. coli, có nghĩa là E. coli gây bệnh ở ruột. Cơ chế gây bệnh cụ thể thì hiện nay vẫn chưa rõ. Chủng này thường gây viêm ruột, tiêu chảy cho trẻ em dưới 12 tuổi. Tiếp theo là ETSC, giải nghĩa là Enterotoxigenic E. coli. Cơ chế gây bệnh có hai loại độc tố nhiệt hoại giống vi khuẩn tả, độc tố bền nhiệt gây bệnh tiêu chảy giống tả, đối tượng là trẻ em và người lớn, đặc biệt là du khách. Kế tiếp là vi khuẩn EESC, giải nghĩa là Enteroinvasive E. coli. Cơ chế gây bệnh vi khuẩn xâm lấn ruột do Shigella phân có đàm máu, gây bệnh tiêu chảy, hội chứng lỵ. Cuối cùng là VTSC, hay còn gọi là Verocytosine E. coli. Cơ chế gây bệnh do độc tiết độc tố, gây bệnh tiêu chảy, hội chứng lỵ, gây viêm đại tràng xuất huyết. Chẩn đoán và điều trị. Chẩn đoán bệnh phẩm có thể là phân, máu hoặc nước tiểu, nuôi cấy.
hoặc là phản ứng sinh hóa, phản ứng ngưng kết, điều trị bằng cách lựa chọn kháng sinh phù hợp vị trí nhiễm khuẩn. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.